Xin kính chào cô chú anh chị và mọi người. Chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với channel của Phương Vũ và Stephanie Dương. Căn nhà tiếp theo mình đi coi trong ngày hôm nay là một căn nhà khác nằm trong cái khu này, một cái model home khác của Toll Brothers. Và xin mời cô chú anh chị theo Andy, Phương Vũ và Stephanie mình coi bên trong căn nhà này nha. Dạ, đi vào bên trong để coi cái luxury ride, có nghĩa là căn nhà tiện ích cao cấp và xây theo kiểu mà high end như thế nào nha mọi người. Let's come inside. Ok. Thưa quý vị, mình đang đứng ở cái kitchen của nhà này, một cái nhà rất là đẹp ha. Kitchen họ làm đồ tốt hết và trần cao rất là thoáng, rất là mát luôn. Cái kiểu nhà này họ build giống như là cho luxury gì đó, high end, mình nhìn nó rất là different. Và chị Steph sẽ đưa đến những cái chi tiết về cái nhà này cho quý vị. Xin chào mọi người. Cái nhà này là thuộc luxury builder, nó gọi là Toll Brothers. Nhà trong đây nó xây từ 4.000 đến 5.000 square foot. Cái miếng đất là từ 12.000 square foot lot trở lên. Cho nên nếu mà ai á, mà thích á, mà đất rộng rồi nhà cửa to lớn luxury trong kiểu mà mình sống theo kiểu high end thì liên hệ xét với lại Andy. Khu này là với 3 chấm chưa xin giảm nha mọi người. Trường học Go Excellent từ đây đi ra Bel Air khoảng 33 phút lái xe, chính xác là 33 phút. Nó có 7 hồ bơi, trong đó có một hồ bơi á, là mở cả năm luôn, không có đóng. Tại mấy chỗ khác thường đóng mở có 3 tháng mùa hè xong họ đóng. Rồi nó có sân đánh golf, nó có cái chỗ horse stable, nó có đường trail, nó có cái cả dog park luôn. Cho nên ai mà thích chó này nọ, chỗ này là một trong những big comedy hiện tại ở Houston. Quý vị ơi, thì cái nhà model home này đó, họ có 5 cho đến 6 phòng ngủ và 4 cho đến 5 phòng tắm tùy theo cái nhu cầu của quý vị. Design là Toll Brothers ha, họ chuyên về những cái nhà mà 8-900 ngàn không, và họ là cái high end builder. Thiết kế của họ mọi người thấy đó là rất là trẻ trung và đẹp sang đó. Cái nhà này là cái ceiling nó cao hơn 20 feet, nhìn nó rất là thoáng, và cái design mình nhìn vô đó mình thấy nó rất là mát mẻ và hiện đại. Họ có một cái không gian mở từ kitchen cho đến living room và dining room ha, ở phía sau. Và ngay cả ở phía trên cái lầu 2 mình cũng thấy không có bị thấp đó, và cái trần nó cũng còn rất là thoáng ha. Ở đây chúng ta có nhiều cửa sổ ở đây. Trên này thì họ có 3 phòng ngủ và một cái phòng playroom rất là bự. Phòng playroom thì mọi người thấy đó là họ có cái bàn tennis ha, rồi có cái chỗ chơi game hoặc là coi movie đó. Bên này thì là những cái phòng ngủ nhỏ nhỏ cho con cái này nọ. Ở dưới họ có 2 phòng ngủ ha. Thì nhà này mình họ thiết kế rất là thuận tiện. Ví dụ như chúng ta có ông bà cha mẹ lớn tuổi thì không có tiện đi lên leo cầu thang thì mình có thể ở dưới đó. Và cái lầu 2 này họ cũng có 2 cái cầu thang đi lên đi xuống luôn. Thì một cái là nó gần cái cửa chính và nó xoay vô chứ nó không đối diện ra cửa chính, thì vấn đề phong thủy rất là ok. Còn cái nhỏ, một cái nhỏ ở phía bên này thì chúng ta tạo cho chúng ta một cái sự tiện lợi rất là ok. Muốn đi ra phía sau thì không phải đi vòng ra phía trước ha. Rồi, đây là những cái phòng ngủ nha mọi người ha. Thì cái builder này họ đang cho rất là nhiều incentive để mà nếu như mình đi với lender của họ hoặc là mình mua những cái nhà này trong ngày hôm nay đó, thì xin quý vị không đừng ngần ngại, hãy gọi cho Andy Phương Vũ và Stephanie Dương ở cái channel này nha. Số phone của Andy là 310-480-7779. Số phone của Stephanie là 713-505-8279. Xin quý vị hãy nếu như có câu hỏi nào về khu vực, về thuế và cuộc sống tại Texas thì xin đừng ngần ngại, hãy liên lạc với
Phương Vũ và Stephanie đó. Nhưng mà người thấy là cái nhà ở dưới này, cái phòng ở dưới này nó rất là thoáng không? Cái phòng ở dưới này thì cái trần nó cao hơn cái phòng ở trên lầu 2, nhưng mà thật sự ra thì nó không có khác biệt gì nhiều hết. Và ở dưới này họ có một cái gym riêng cho mình nữa đó, thì mình không cần phải đi đâu hết, chỉ cần có everything ở trong nhà. Và cái phòng tắm này rất là đẹp nha quý vị ha, rất là mình thư Phương là Phương vô Phương thích cái phòng tắm này nhất, rất là rộng và nó thoáng, nó làm cho tạo cho cái chúng ta một cái cảm giác rất là relax và thoải mái. Thì trong này là họ có đủ amenity hết đó, họ mình không cần phải đi đâu xa hết trơn, nó chỉ có ở đây rồi lâu lâu đi travel thôi.